Dạ vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép được cập nhật cho anh em về cái giá xe của cái dòng xe Calivo nhá, Kia Calivo. Thì ở cái thời điểm đầu tháng 4 này rồi mà cái chương trình ưu đãi thuế của nhà nước nó cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Đó. Cho nên trong cái thời gian này anh em nào mà có mong muốn đặt xe sớm và lấy xe ngay thì hãy gọi điện trực tiếp cho em để em đặt nốt, cũng như là gửi cho anh em cái báo giá giá xe cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại để cho anh em cân đối được tài chính của mình để lấy cái dòng xe anh em yêu thích anh em nhé. Dòng xe Kia Calivo này sẽ là có 5 phiên bản cho anh em lựa chọn. Đó là phiên bản 3.5 Signature máy xăng. Thứ hai là bản Signature máy dầu nhá. Và phiên bản Premium này, phiên bản Premium 8 ghế và 7 ghế. Và phiên bản cuối cùng là phiên bản thấp nhất, là phiên bản Luxury, là phiên bản máy dầu anh em nhé. Để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh, cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Và em chia sẻ một chút nữa, em là người đứng bán và trực tiếp đứng bán nên anh em cứ hoàn toàn yên tâm về chính sách cũng như là ưu đãi mà em sẽ gửi tới cho anh em ạ. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái bản Luxury. Phiên bản Luxury này sẽ là có 8 ghế anh em nhé. Cái giá của nó đang là 1.199.000.000. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì cái bản Luxury này đang có giá lăn bánh tại Hà Nội vào khoảng nhá 1.263.000.000. Cái con số này sẽ còn cộng và trừ khi anh em trong cái thời gian chốt cọc anh em nhá. Để mua qua trả góp ý, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 341.000.000. Để lăn bánh ở tỉnh ý, con này hết điện anh không? Em cần chuẩn bị cho em con này hết điện à? 1.250.000.000. Còn mua qua trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em là 313.000.000. Đó. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Premium 8 ghế. Cái bản này thì hiện tại cái giá của nó đang là 1.319.000.000. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì cái bản Premium 8 ghế này đang có giá lăn bánh tại Hà Nội vào khoảng 1.390.000.000. Cái con số này còn cộng và trừ tùy thuộc vào cái thời gian anh em chốt cọc anh em nhé. Để mua qua trả góp ấy thì anh em cần chuẩn bị cho em là 371.000.000. Và lăn bánh ở tỉnh ý thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1.376.000.000. Để mua qua trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em là 342.000.000. Những cái khoản mà em tính vào cho anh em ấy, nó là bao gồm tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Những cái khoản mà em chưa tính vào cho anh em ấy, nó là cái bảo hiểm vật chất, hay còn gọi là cái bảo hiểm thân vỏ đấy ạ. Cái bảo hiểm này nó là cái bảo hiểm tự nguyện, nên là anh em có muốn mua hay không là tùy vào sự lựa chọn của anh em thôi. Còn anh em mà mua qua trả góp ấy thì mới bắt buộc phải mua nhá. Và cái con số mà mua qua trả góp thì em tính cho anh em có thể chuẩn bị đủ để lăn bánh. Còn một cái khoản nữa mà em chưa tính vào cho anh em, đó là cái chi phí dịch vụ, như là chi phí mình đi đăng ký, đăng kiểm, khám xe, bấm biển. Nói chung là những cái dịch vụ mà em sẽ làm cho anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, đó là cái bản Premium 7 ghế. Cái bản Premium 7 ghế này thì hiện tại cái giá của nó đang là 1.389.000.000. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì cái bản này đang có giá lăn bánh tại Hà Nội vào khoảng 1.464.000.000. Và con số này vẫn sẽ là còn cộng và trừ trong cái thời gian anh em chốt cọc anh em nhé. Anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn có một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho em
hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình ý, thì lúc đó em sẽ gửi cho anh em cái báo giá chi tiết cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại như thế nào, thì em sẽ gửi cho anh em một cách cụ thể nhất và sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Để mua qua trả góp ý, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 390 triệu. Còn anh lăn bánh ở tỉnh ý, thì hiện tại nó đang là 1 tỷ 449 triệu. Còn mua qua trả góp ý, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 360 triệu ạ. Đó, đó là ba cái phiên bản luxury cũng như là phiên bản premium 8 ghế và 7 ghế. Sau đây thì em xin chia sẻ với anh em cái bản cao cấp nhất và là cái bản của cái máy dầu của cái dòng Kia Carnival này. Đó là cái phiên bản Signature 7 ghế anh em nhé. Thì cái giá hiện tại của nó đang là 1 tỷ 469 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 567 triệu. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn có một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho em và nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình. Thì lúc đó em sẽ gửi cho anh em một cái báo giá chi tiết và cụ thể nhất và sẽ là cạnh tranh nhất thị trường anh em nhé. Còn mua qua trả góp ấy thì anh em cần chuẩn bị cho em là 414 triệu. Còn anh bán ở tỉnh ấy thì hiện tại nó đang là 1 tỷ 552 triệu. Còn mua qua trả góp ấy thì anh em cần chuẩn bị cho em là 384 triệu. Đó, đó là cái phiên bản cao cấp nhất của cái dòng Kia Carnival, cái dòng máy dầu này anh em nhé. Còn cái bản cao cấp nữa của cái dòng Kia Carnival máy xăng này thì hiện tại cái giá của nó đang là 1 tỷ 839 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì cái bản máy xăng này đang có giá lăn bánh tại Hà Nội là 1 tỷ 960 triệu. Còn mua qua trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em là 512 triệu. Đó. Còn lăn bánh ở tỉnh ấy thì hiện tại nó đang là 1 tỷ 941 triệu. Mua qua trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em là 478 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh em 5 cái phiên bản của cái dòng Kia Carnival này. Thì hiện tại ở cái thời điểm này là cái giá xe nó cực kỳ tốt. Nếu mà anh em gọi điện trực tiếp cho em và nhắn tin cho em cho ở số điện thoại góc trái màn hình ý, thì lúc đó em sẽ chia sẻ với anh em một cách cụ thể hơn. Và anh em thiện chí, anh em mình đến gặp nhau và lúc đó em sẽ chia sẻ cho anh em một cái mức giá để anh em mình vào việc anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Nếu mà anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em ý, thì hãy đăng ký kênh, vì kênh của em là cập nhật cho anh em cái giá xe của dòng xe Kia và dòng xe Mazda từng ngày một, để cho anh em nắm bắt được để chuẩn bị tài chính của mình một cách tốt nhất để mua cái xe mà anh em mong muốn anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau ạ.